Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh channel của mình ngày hôm nay. Thì mình quay cho các bạn xem các cây lê nè các bạn. Cây lê nhỏ xíu mà cháy quá trời luôn. Nhưng mà có điều nó bị hư nhiều quá các bạn. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình hái đem về nhà ăn nha mọi người. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Đó, đây nè, trái nó sâu quá trơn, các bạn thấy không, nó hư quá trơn nè, hư nhiều lắm luôn á. Cho nên bây giờ mình sẽ lựa cái trái nào ăn được mình hái. Đây cũng bị hư nữa các bạn thấy không. Các bạn thấy bữa nay tươi mình dễ thương không, chí ha, đỡ cái nón nhìn đấy à. Đó, mát cái mặt cho nó đỡ bị nám các bạn ơi. Yeah, sợ nắng lắm. Bây giờ mình sẽ quay camera để cho các bạn xem ha. Giờ lấy hình cái đó. Rồi ok. Đây. Đây nè các bạn, mình hái được bao nhiêu đây rồi các bạn. Nè, mọi người thấy nè, nó rớt ở dưới đất lên nó trơn. Bây giờ mình sẽ hái một mớ đem về ăn. Mọi người thấy nhiều không? Nhưng mà do là nó sâu quá cho nên nó hở ở nhà không ai ăn, với phần anh nó ảnh ở nhà có một mình nè. Cái anh không có ăn. Cho nên bây giờ ngày hôm nay mình lên đi chơi, mình hái về dưới mình cho. Mình hái về dưới mình cho, mình rủ người ta ăn. Thì tính ra cũng hái ăn dùm thôi. Đây các bạn. Đó, trời, có mồng nữa các bạn ơi. Đứng hái hồi. Ồ, nhìn mê quá các bạn ơi. Đây, nó. Các bạn biết đó, là lý do tại sao mà mình hay chia sẻ về những cái điều hay ở Mỹ không? Những cái điều mà ở bên Mỹ mà mình hay khen, mình nói ở bên Mỹ là có cái này tốt, cái kia tốt á. Các bạn biết lý do tại sao không? Thì mình nghĩ là những cái gì hay thì mình đem lên cho tất cả mọi người. Những người nào đó muốn học hỏi điều hay lẽ phải. Tại vì mình là mình rất thích học hỏi điều hay lẽ phải ở nước Mỹ. Cho nên khi mà mình đến nước Mỹ, mình thấy không phải là nước Mỹ, bất cứ một đất quốc gia nào mà mình có cơ hội đi đến, hoặc là mình có cơ hội mình học hỏi được cái điều ở bên đất nước của người ta, là mình muốn chia sẻ những cái điều hay đó cho tất cả mọi người. Tại vì mình, cái tánh mình thích học hỏi cái điều tốt để mình phát triển bản thân. Cho nên mình nghĩ là những cái gì mình học mình có thể đem đến lợi ích cho cái xã hội này, mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì không ngoài cái việc là muốn chia sẻ kiến thức với mọi người và những cái điều hay để mọi người có thể học hỏi và cải thiện cái cuộc sống của mình nhiều hơn, có thể là áp dụng vào cái việc kinh doanh của mình để cho phát triển cái quy mô, hoặc là mình có thể là mình làm nhiều thứ khác nữa để có được cái cơ hội hoặc kiến thức gì đó có thể dạy lại cho con mình. Nếu như mình đã quá tuổi rồi mình không có thể làm được những cái điều đó, thì mình có thể là truyền đạt lại cho con cháu để chừng nữa mai sau nó lớn lên nó có thể dùng những cái kiến thức mà mình học được, nó làm những cái việc mà nó có thể là gia đình nó giàu có khá giả hơn so với cái tầng lớp của mình, để cho con cháu mình nó khá giả, mình cũng đỡ hơn, đúng không mọi người? Đó thì mình nghĩ như vậy. Cho nên những cái gì mà bên Mỹ hay á, mình hay chia sẻ với mọi người á. Và mình sẵn nay mình nói với tất cả mọi người luôn một cái điều như thế này, là khi mà mình qua đây á, thì á, trước tiên á, là mình muốn được á, là đi đến nước Mỹ này vì mục đích là đi kiếm tiền các bạn. Đi kiếm tiền để lo cho gia đình, lo cho bà ngoại là mẹ của mình ở Việt Nam á. Và mình có thể lo được cho con trai của mình có được cái cuộc sống tốt hơn. Và nếu như mà mình có gia đình thì mình có được cái nhà. Anh bẻ ra mấy cái này anh. Thì mình có được gia đình đó.
lửa mới cháy đừng có sâu á. À, mà ví dụ như mình có được cái gia đình thì cái cuộc sống mình cũng an nhàn hơn chút xíu, đỡ phải bon chen chụp giật các bạn biết không, chứ còn á cuộc sống mà bon chen chụp giật quá mệt lắm. Cho nên á mình nghĩ là thôi mình đi qua bên Mỹ này, cái việc đầu tiên là đi kiếm tiền để lo cho mẹ mình chừng nữa về già có được cuộc sống tốt hơn, mình nghĩ vậy đó. Rồi trong đi, khi đi thì chỉ mang bao nhiêu đó mơ ước thôi, nhưng mà khi đặt chân đến nước Mỹ các bạn thì á cái nó lòi rất nhiều thứ. Các bạn biết đó là gì không, khi mà mình làm YouTube á thì trong thời gian ở nhà buồn quá, nó có làm chuyện gì đâu, buồn chán rồi bị stress bởi đất khách quê người, không nói chuyện được với ai, không làm quen được với ai. Cho nên cái tự nhiên cũng bắt đầu cái muốn làm YouTube. Là muốn làm YouTube đơn giản chỉ là lên đó để có được cái cộng đồng người Việt mình nói chuyện với nhau, và thứ hai nữa là mình có thể mình kiếm được chút đỉnh tiền YouTube nếu như mà mình may mắn cái kênh mình được bật kiếm tiền đó. Thì mình nghĩ như vậy mình lên mình chọn cách làm YouTube. Rồi á sau đó thì bắt đầu mình mới phát hiện được nhiều điều. Các bạn biết là gì không, là khi các bạn làm YouTube á, các bạn sẽ gặp được rất là nhiều cái thành phần trong cái xã hội, và tầng lớp nào cũng có hết, thất học, kiến thức, có tiền, dân chợ búa, dân lưu manh, giả danh trí thức, rồi dân theo kiểu là đố kỵ ganh ghét, rồi những người mà theo phe phái đảng dân chủ, đảng cộng hòa, đảng tất cả mọi thứ đảng ở trên đó, họ sẽ lên đả kích mình, họ chửi mình. Ví dụ như cái người bên cộng hòa thì họ chửi mình là dân cộng sản, còn dân mà ở Việt Nam mà họ không thích mình cái họ chửi mình là dân cộng hòa, còn bên Mỹ họ không thích mình cái họ chửi mình dân cộng sản. Mà tới cuối cùng ra mình cũng chẳng biết là mình là dân gì luôn, mình chỉ biết mình là dân đen thôi, dân cu đen thôi, là gì, là người dân Việt Nam thôi, chứ không có là cái gì hết, không có theo bất cứ một đảng dân chủ nào hết, mà chúng vẫn chửi mình. Rồi xong các bạn biết không, lúc đó mình mới phát hiện ra được một điều là khi mình đi đến nước Mỹ, cái người Việt Kiều khi mà về Việt Nam họ sợ đó. Nhiều khi cái người Việt Kiều họ về Việt Nam họ có một cái sự lo sợ nhất định, và khi các bạn tiếp xúc với họ bạn sẽ biết được là họ sợ vì không phải là vì tiền bạc hay vì bất cứ gì hết, nhưng mà họ sợ một điều là cái người ở bên Việt Nam họ ghép cái người ở Việt Kiều đi về là dân phản động, dân này dân kia, họ có thể là giống như là đả kích và dùng những cái kiểu mà bạo lực hay cái gì đó, rồi cái họ ghét mình à. Những cái người ở Việt Nam á, mình không biết, mình thấy cũng là dân cu đen với nhau thôi à, mà nó cũng chửi nhau là mày là dân này dân nọ này kia nọ, mà mình thấy cũng bình thường, nó đâu có gì đâu trời. Và tự nhiên cái giờ mình bị ghép vô thêm một cái tội nữa là mình là dân phản động các bạn. Và thực chất ra ngày hôm nay video này mình muốn nói với tất cả mọi người là mình hiểu lý do tại sao mà cái người Việt Kiều họ đi qua nước Mỹ á, cái họ không muốn về Việt Nam nữa mà họ đi luôn. Tại vì á khi mà các bạn ở gần á, các bạn sẽ không thấy được những cái điều xấu của người ta. Nhưng mà khi các bạn nghĩ á, các bạn ở gần, khi mà các bạn chơi với một đứa nào đó, các bạn ở gần nó thì các bạn sẽ thấy được cái điểm tốt của nó, bạn sẽ không thấy điểm xấu của nó. Nhưng mà khi các bạn không chơi với nó nữa thì các bạn đi ra ngoài đường á, các bạn đi ra chỗ khác các bạn sống á, thì các bạn sẽ thấy được cái bản mặt của nó như thế nào, và các bạn sẽ thấy được là cái con người là thực chất ra là mình chỉ cần là mình không chơi với nó nữa là mình là xấu thôi, đơn giản là vậy. Đơn giản là mình không chơi với nó nữa là bạn là một con người xấu, dù cho bạn không làm gì hết bạn cũng xấu các bạn. Đấy, tự nhiên mình thấy hả, nhiều khi mình đi qua nước Mỹ mình nghĩ trong đầu mình ngày xưa mình nghĩ là khi mà mình đi đây mình làm có tiền xong là khi mình già mình sẽ về Việt Nam mình ở. Thực sự là trong đầu trước khi mà mình đặt chân đến nước Mỹ là mình nghĩ gì đấy các bạn, mình nói là mình hy sinh cuộc đời của mình đi qua nước Mỹ mình làm, mình sinh sống cho đến khi mà con mình lớn rồi
cái đầu của mình có được ít tiền thì cuộc sống nó tốt. Rồi cái mẹ mình cũng có thể là già cũng được yên thân hơn chút xíu. Ví dụ như ngày xưa mình ở bên Việt Nam thì mình không có làm gì ra tiền, mình không làm ra tiền á, thì hả mình lo phần con cái của mình không là mình đủ mệt rồi. Rồi làm sao mà có tiền lo cho ông bà được, tại mình thấy mà ngoại của mình ngày xưa bệnh á, mà mẹ mình không lo được á, các bà cứ dằn vặt lương tâm cho đến bây giờ. Cho nên mình không có muốn là mình lo cho mẹ mình cũng giống như là bà ngoại lo cho mẹ mà theo kiểu ân hận cả đời vậy. Cho nên hả, gắng cố gắng mình đi nước Mỹ cài các bạn. Cài để về lo cho mẹ mình. Mà tới cùng bây giờ mình thấy được một điều tự nhiên, cái mình đi cái cả làng cả họ ghét mình luôn. Cái dòng cả họ ghét mình luôn. Và ghét mình một cách vô duyên, ghét một cách không hiểu lý do. Đó là bởi vì mình nói là mình hiểu lý do tại sao có những người mà họ đi Mỹ á, họ không muốn trở về Việt Nam, là do là những cái người ở bên Việt Nam họ đố kỵ các bạn, cái họ ghét, cái họ chửi cho đi luôn. Theo mình thấy là vậy đó, chửi cho mày đi luôn. Giống như mới đầu là định đi là đi xong trở về thôi, chứ không phải là đi luôn, chỉ đi kiếm tiền gửi về cho nuôi ba mẹ thôi. Nhưng mà đi ghét rồi cái nó chửi mình, ghét cái ghét mình chán quá, mình không muốn về nữa, thôi mình ở nước người luôn. Ở xứ người người ta không chửi mình, chứ còn ở xứ nhà nó chửi mình quá. Nó kiểu người mình đi nước của người ta mình sống, mà cái dân ở đó người ta không chửi mình, mà cái người ở quê nhà nó chửi mình thấy sợ luôn. Đó là lý do mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người ngày hôm nay. Sẵn tiện rồi, dẫn mọi người đi ra ngoài vườn hái mấy trái lê luôn. Các bạn thấy không? Hái mấy trái xanh xanh này nó không bị, mà để cho nó hơi già, nó hơi vàng chút là nó bị. Mấy ca ăn gì chưa? Hả? Ăn gì chưa? Nè coi nè, là mừng nè mọi người. Mới quen qua nay mà mừng nè. Đẹp ghê, bự quá trời. Bữa mới lại á, cái ảnh mừng á, anh nhào lên người mình sợ không chết. Góc bên đây có trái xanh nhiều, góc bên kia nó bị. Các bạn nhìn thấy nè, trái nó vậy nè, mà nó hư hết trơn à. Nó hư hết trơn các bạn ơi. Đây nè, hư hết trơn. Những trái nhỏ nhỏ nè. Các bạn thấy không? Rồi ngày hôm nay á, thì Minh chia sẻ với tất cả mọi người về cái lý do tại sao mà người Việt mình ở Mỹ á, là thật kiểu là khi mà đi qua nước Mỹ rồi không muốn về nữa. Thì thực chất là mình chia sẻ với mọi người đó là sâu trong thâm tâm, mà trong đầu mình lúc đầu mà mình đi Mỹ á, là mình chỉ nghĩ đơn giản là tại vì ở bên Việt Nam á, mình chưa có điều kiện, mình không có khả năng giàu có như con người ta, có ba mẹ đỡ đầu, có ông bà giúp sức để lo cho mình có được cái kinh doanh. Tại vì ở bên bển á, nếu như các bạn mà có tiền á, thì các bạn đầu tư các bạn mới có tiền, còn nếu như các bạn không có tiền là các bạn làm rất là cực. Cho nên mình muốn nghĩ là đi qua Mỹ để tìm cái cơ hội cho bản thân mình thôi. Nhưng mà khi đặt chân qua đến đây rồi mình mới hiểu là ồ, khi mà mình đi tìm kiếm đồng tiền, nó không chỉ đơn giản chỉ là kiếm đồng tiền không các bạn, mà nó còn đụng chạm đến nhiều nhiều cái khía cạnh lắm, mà đôi khi nó không có liên quan dính líu gì tới mình hết trơn, mà nó họ cũng ghép mình vào cái tội đó các bạn. Ok, bây giờ bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Bye bye, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay.